Anh ơi, có công ty nào tuyển Nam không ạ? Nam đi đâu cũng bị chê. Hiện tại thì Bắc Giang và Bắc Ninh có một công ty Canon là đang tuyển Nam thôi nhỉ. Độ tuổi từ 18 đến 36, yêu cầu chiều cao trên 1m6 và đầy đủ hồ sơ. Các bạn nam nào còn đang mong muốn tìm việc làm thì hãy liên hệ việc làm Hồng An ngay nhé để đăng ký phỏng vấn và đi làm ngay nào.